Okay. thời sự trong ngày ngày thứ năm. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được trở lại chương trình thời sự trong ngày vào ngày thứ năm, 21 tháng 12. Đã là ngày 21 tháng 12, quý vị là một ngày rất là nóng về bản tin thuế thì tương tại đích trí. Nếu mà nói về dự luật cải tổ thuế của năm nay thì cái đây có phải là cái dự luật thuế cải tổ lớn nhất trong vòng 30 năm qua tại Hoa Kỳ không anh? Dạ thưa hoàn toàn đúng thưa anh Bình. Đây là một cái cuộc cải tổ thuế lớn nhất trong 30 năm qua tại Hoa Kỳ và đây là một cái chiến thắng khá lớn về đầu tiên cho giới lập pháp của Đảng Cộng hòa và tổng thống Trump kể từ tháng giêng vừa qua, chúng ta cũng nhớ được khi mà mới vừa tuyên thệ thì tổng thống Trump đã lập một cái chiến thắng là đã bổ nhiệm được uh, chánh án New Gorsuch vào tối cao pháp viện, tức là về cái ngành tư pháp và đây là cái chiến thắng đầu tiên cho giới lập pháp, tức là quốc hội lưỡng viện mà do uh, đảng cộng hòa đang kiểm soát. Thì uh, nếu mà nói về uh, chính quyền của tổng thống Trump á thì đây là cái chiến thắng thứ hai trong vòng 1 năm, tức là cái chiến thắng đầu tiên là bổ nhiệm được một vị uh, chánh án mà có cái khuynh hướng uh, bảo đúng thủ đúng. vào tối cao pháp viện và đây là một cái chiến thắng đầu R tiên rồi cho giờ quốc đúng. hội là cũng là cái chiến thắng thứ hai của tổng thống bây giờ là Trump. Donald Trump. Dạ. Yeah. Có nghĩa là từ tháng giêng cho tới tháng 12 gần một năm thì chúng ta thấy tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có hai cái phần chiến thắng trong cái lập pháp yeah. và nếu nói về những cái lời hứa của ông thì chúng ta phải công tâm mà nói thì ông đã hứa cái gì thì cũng ráng tiếp tục những lời hứa trong khi trước tranh cử là chúng nói về cái vấn đề giảm người di dân rồi ngăn chặn những cái quốc gia hồi giáo hay có quá khích vào hoa kỳ và nói về cái vấn đề xây bức tường tại biên giới của hoa kỳ và mỹ tây cơ rồi cũng tiếp tục nói về vấn đề thuế thành ra nó có những cái cũng theo cái nghị trình mà ông đã đưa ra trước khi tranh cử và nói về vấn đề jerusalem về do thái ủng hộ do thái và đưa cái quốc gia do thái về cái thủ đô về lại jerusalem của thánh địa jerusalem đã làm cho một hơi cũng có những cái mâu thuẫn và gây hấn trên toàn cầu nhưng thật ra là nó đã theo cái nghị trình của ông ông đã nói trước khi bờ tranh cử thì nếu nói như vậy thì cái thú vị cũng như anh ta đức trí thì dự đoán bao giờ dự luật được đệ trình lên tổng thống Hoa Kỳ để được ký thành sắc đạo luật thành sắc lượng Anh. Dạ thưa anh nếu mà mọi chuyện mà diễn ra mà nhanh chóng đó thì tổng thống uh, Trump có thể ký cái đạo luật này trước ngày 25 tháng 12 thưa anh. Có wow. thể tức là có thể là vào có thể vào ngày mai, tức là vào ngày thứ sáu anh trước ngày lễ giáng sinh, trước ngày lễ giáng sinh. Vì đó là cái vấn đề rất là nóng và mọi người đều cũng muốn biết nó như thế nào và sẽ quyết định như thế nào nhưng nếu mà tới ngày lễ Giáng sinh thì chúng ta sẽ biết rõ ràng nó thành luật luật thuế mới nhất của Hoa Kỳ trong năm nay và áp dụng vào năm 2018 và nếu vừa, nếu bây giờ thì chúng tôi xin được quay qua cũng một vấn đề của Hoa Kỳ đó là vấn đề kinh tế một trong bốn cột trụ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và xin anh Tạ Đức Trí cho biết là trọng tâm bài diễn văn đầu tiên về chiến lược an ninh quốc gia là gì và trong trọng tâm bài diễn văn này nhắc nhở công chúng Hoa Kỳ điều gì thưa anh? Dạ thưa anh là trong những ngày qua thì uh, có thì tổng thống Hoa Kỳ đã đọc một bài diễn văn và cái nội dung của bài diễn văn đó là chinh phục hòa bình bằng sức mạnh mà vũ khí lợi hại nhất của Mỹ tức là sức mạnh kinh tế và cái bài diễn văn này đã được đọc uh, vào ngày 18 tháng 12. Năm 2017 và tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng chinh phục hòa bình bằng sức mạnh mà vũ khí lợi hại nhất của Hoa Kỳ là sức mạnh uh, kinh tế. Tổng thống Hoa Kỳ muốn nhấn mạnh về vấn đề như là kinh tế, những cái sự quan hệ kinh tế với an ninh và nhắc nhở uh, công chúng rằng trước khi bước vào tòa Bạch Ốc, ông, ông cũng là từng một thương gia rất thành công. Ai cũng biết đây là một nhà tỷ phú, tỷ phú lên làm tổng thống và sự khác biệt giữa tổng thống Donald Trump thời 45 với các vị tổng thống tiền nhiệm khi nói về chiến lược an ninh quốc gia sự khác biệt là gì thưa? Có thể nói rõ hơn. Dạ thưa nếu mà chúng ta nói về các vị tổng thống tiền nhiệm đó thì chúng ta đều thấy là cái chính sách đối ngoại của các vị tổng thống tiền nhiệm đó là có tổng thống của đời cộng hòa họ nghiêng về cái sức mạnh về quân sự tức là họ trang bị về bộ quốc phòng họ tăng cường cái sức mạnh ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới về vấn đề như là quân đội, những cái vấn đề khoa học kỹ thuật tối tân những vũ khí tối tân hơn để giúp cho binh sĩ Hoa Kỳ tạo thêm những những cái thành công trong những cái việc mà phải giải quyết những quân sự những cái giải quyết trên thế giới bằng cái sức mạnh quân sự. Tuy nhiên tổng thống Trump thì ông lại đặt sức mạnh kinh tế lên hàng đầu tức là ông lại đặt cái vấn đề như là uh, sức mạnh kinh tế nó sẽ ngang hàng với cái tiềm năng quân sự vô song của Hoa Kỳ thì cái điều này chúng ta cũng thấy đó về cái vấn đề sức mạnh kinh tế và đưa vào chính sách ngoại giao uh, và và chính sách đối ngoại của tổng thống Trump á, thì chúng ta thấy được uh, tổng thống Trump ông uh, chủ trương là cái khả năng cạnh tranh về kinh tế của Hoa Kỳ là một cái vấn đề một cái chiến lược an ninh thì chúng ta cũng thấy được À, khi mà ông à, tham dự cái cuộc họp à, thượng đỉnh của nato là tổ chức minh ước bắc đại tây dương đó, thì ông đã đưa lên những lời chỉ trích cho rằng hoa kỳ đã phải đóng quá nhiều những à, cái vấn đề về những cái chiến phí những cái tài à, đó là những cái tài lực mà những cái quốc gia khác đó thì không có à, gia tăng thêm à, những cái ngân sách à, quốc phòng của mình ông muốn ám chỉ là các thành viên của khối NATO đảo lệ thuộc và Hoa Kỳ rất là nhiều và khi mà ông tham dự vào cái hội nghị thượng đỉnh tại châu Á đó, hơn một tháng về trước đó thì ông cũng nhấn mạnh rằng ông cũng đề cao là à, chủ trương của ông là nước Mỹ là à, trên hết và chính vì vậy ông cũng khuyên các quốc gia Á Châu phải đưa quốc gia của mình lên trên hết và cái lên trên hết cái sức mạnh kinh tế được thể hiện, được Hoa Kỳ thể hiện trong gần một năm qua qua cái chính sách đối nội và cái chính sách đối ngoại. Thì cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ gần một năm qua chúng ta thấy được rất là nhiều nét về vấn đề như là cạnh tranh về kinh tế. Và Tổng thống đời 45, ông cũng quan trọng những cái vấn đề phải đem cái sức mạnh kinh tế để mà đưa vô trong cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong những thời gian sắp tới và cả trong chiến lược an ninh về kinh tế là một cái vế để đối đối đầu với những quốc gia khác trong chiến chiến lược an ninh quốc gia hoa kỳ nhưng mà thay vì là quân sự thì như anh tài trí nói là bây giờ về vấn đề kinh tế và make american first again là làm cho hoa kỳ great again cho vĩ đại hơn và nếu mà nếu mà nói như vậy thì mục tiêu đầu tiên mà tổng thống cho Trump trong nhắm tới là mục tiêu là gì thưa anh thưa mục tiêu mà tổng thống trump nhắm tới là trung cộng vì ông khẳng định rằng mọi trao đổi mậu dịch giữa hoa kỳ và các đối tác thương mại phải được bình đẳng công bằng và dựa trên nguyên tắc tất cả cùng có lợi, thưa anh và có qua có lại có qua có <laughs> lại có quà, có lại và bằng và à, nói chung là phải bình thường cái, cái bình đẳng cái, cái quan hệ ngoại giao cũng như về kinh tế không được có những người lợi dụng hay là có những cái đường rẻ như chúng ta cũng đã từng nói qua vấn đề như trốn thuế thép của Trung Cộng lại vào Hoa Kỳ bằng đường Việt Nam. Đó là những cái mà quốc, quốc Hoa Kỳ sẽ bị lỗ và không có công bằng cho quốc gia Hoa Kỳ. Và nếu nói như vậy, kính thưa quý vị như anh Tà Địa Trí, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xem Trung Cộng như là đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ có phải vậy không anh? Dạ hoàn toàn đúng. Thưa anh là Hoa Kỳ luôn xem Trung Cộng là một cái đối thủ chiến lược về vấn đề kinh tế và về vấn đề những cái ảnh hưởng quân sự đặc biệt là tại vùng Á Châu Thái Bình Dương và Hoa Kỳ cũng đã đưa ra những lời tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ siết lại cái chính sách mậu dịch song phương chặt chẽ hơn trong dự án mà chuyển giao công nghệ với lại Trung Cộng thì trong suốt thời gian vận động tranh cử đó, thì chúng ta cũng nhớ lại vào năm 2016 đó thì lúc đó còn là ứng cử viên thì tổng thống Trump đã từng tố cáo Trung Cộng là lấy rất nhiều việc làm của người Hoa Kỳ à, điều này ông muốn ám chỉ là các công ty của Mỹ vì cái vấn đề nhân công rẻ đã đầu tư và đã mở công ty tại Trung cộng và từ đó làm cho người Hoa Kỳ đã đi tới vấn đề thất nghiệp thôi anh. Thì những đại công ty đã đem công an việc làm ra nước ngoài vì cái cái lao động rẻ nhân công rẻ cũng như là những cái được thuế có thể là được uh, giảm hay là có những cái lợi ích gì đó mà họ phải đem cái công ty ra nước ngoài nhưng bây giờ khi mà đem về lại Hoa Kỳ được giảm thuế thì cái mặt hàng của hoa kỳ cũng nó cái chất lượng nó cũng tốt hơn make in usa thì tất cả những người việt nam chúng ta đều biết là ai cũng muốn xài đồ make in usa chứ không có muốn đồ make in china cái đó không phải là mình một cái cái bias nhưng mà thật sự nó là như vậy nó không có được tốt thành ra nếu mà nói đồ mỹ làm tại mỹ thì đó là một điều tốt và hy vọng các đại công ty sẽ đem công việc về lại hoa kỳ thì giúp cho con việc làm của quốc gia của chúng ta và nếu nói về trung cộng cũng là một chiến lược quan trọng đối với hoa kỳ nhưng đối với nga thì sao thưa anh và đối với Nga đó thì Tổng thống Trump cũng tỏ ra là không có khoan nhượng và ông đã đưa ra lời tuyên bố rằng Trung Cộng và Nga thách thức sức mạnh và ảnh hưởng quyền lợi của Hoa Kỳ và có ý muốn làm tổn hại đến an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ. Và Tòa Bạch Ốc cũng lên án mặt tư khoa và Bắc Kinh là đã đưa ra những cái chủ trương ảnh hưởng tới nền kinh tế của Hoa Kỳ qua những cái việc mà những cái mậu dịch không công bằng của nga và trung cộng bởi vì hoa kỳ luôn uh, nhìn nga và trung cộng là hai quốc gia không có tự do không có công bằng và vẫn có những cái vi phạm về mặt nhân quyền và cũng không có công bằng về mậu dịch cạnh tranh mẫu mình thôi anh. Thực sự không có công bằng về cạnh tranh và họ cũng là giảm cái đồng tiền của họ bên trung cộng đi tiền đồng tiền nhân dân tệ lúc nào cũng bị phá giá và nếu nói về theo quan điểm của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thì Hoa Kỳ hiện nay đang bước vào một kỷ nguyên gì thưa anh? Hoa Kỳ hiện nay đó thì theo tổng thống đời 45 nó đang bước vào cái kỷ nguyên là một cái kỷ nguyên cạnh tranh và kinh tế. thì tranh mới, rất Một là cái cạnh phải... tranh mới và cái cạnh tranh mới này chúng ta phải hiểu là cạnh tranh về kinh tế và trong cái trong kỷ nguyên mới này đó thì Hoa Kỳ sẽ nhắm tới là cái phần chiến thắng và cũng theo nhận định của tổng thống đó là để mà chiến thắng đem lại những cái thắng lợi này cho Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ cần phải uh, thức tỉnh hơn cái điều này chúng ta thấy được tại sao cái dự luật cải tổ thuế là một chính sách đối nội mà nó liên tơ, nó liên quan tới chính sách đối ngoại bởi vì khi mà đưa ra chủ trương là nước Mỹ trên hết và hạ thuế từ 35 đến xuống 21% cho các đại công ty là tổng thống muốn kéo các đại công ty về lại để mà phát triển tại Hoa Kỳ và từ đó sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ để mà từ đó người dân Hoa Kỳ sẽ bớt thất nghiệp đi. Đó là chúng ta thấy những cái sự liên quan giữa những cái vấn đề như là cạnh tranh kinh tế, chính sách kinh tế và rất là đậm nét trong chính sách đối ngoại và chính sách đối nội của tổng thống Donald Trump. Có nghĩa là trong thời kỳ tổng thống Hoa Kỳ mới năm thời kỳ 45 thì chúng ta phải thức tỉnh và phải thay đổi để có những cái nền kinh tế mạnh hơn và chúng ta có cái sự cạnh tranh một cách mới hơn, mới mẻ hơn với những cái tổng thống tiền nhiệm trước đây. Và đó là những cái bản tin liên quan đến vấn đề uh, chiến, lược uh, chính sách chiến lược của tổng thống Hoa Kỳ như là vấn đề thuế và quay trở lại vấn đề cũng đang rất là quan tâm cho những vị phụ huynh và những người uh, trẻ hiện nay bị nghiện mạng internet thì thưa anh thì nghiện mạng xã hội là một thảm họa mới thảm họa mới <laughs> cho sức khỏe cộng đồng thì hiện nay thế giới đang báo động các bệnh nghiện các trang mạng truyền thông xã hội là một thảm họa thì anh nghĩ như thế nào thưa anh dạ thưa đây là một cái một cái hiện tượng uh, mới của một cái một là một cái kỷ nguyên mới mà chúng ta thấy được cái vấn cái vấn đề mà Nghiệp mạng xã hội đó là bây giờ là hầu như là đủ mọi thành phần trẻ cũng có thì chúng ta thấy được cái trình độ một khoa học kỹ thuật mà càng tân tiến đó thì mọi người mọi thành phần trong xã hội đều bị thu hút vô và những cái người mà đứng đầu của những cái công ty mà thưa anh biết những cái mạng xã hội đó nhiều khi khi mà người ta trả lời những cái cuộc những cái cuộc phỏng vấn về những cái tác động tiêu cực của mạng xã hội với cái đời sống của con người đó những những nhà uh, lãnh đạo của các công ty của mạng xã hội bây giờ người ta cũng không có dám trả lời tại người ta cũng hiểu người ta cũng hiểu là bên 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 cạnh mà cái việc mà đưa những cái thông tin của những cái mạng xã hội đi rất là nhanh thì có kèm cái bro, theo nó có, nó những có những cái pro tức là anh nói là có những, những cái những lợi cái tích cực có những, những cái lợi tích cực nhưng mà bên cạnh đó, đó ý thì ý nó tạo cho con người hầu như là chúng ta thấy đó, bây giờ mọi người mà Vì cầm cái động. cell phone lên hay là cái hay hay là cái điện thoại cầm tay lên thì hầu như là không nói trong chuyện với nhau. <laughs> đi ăn hay là ở tại nhà đều không có thể bỏ được cái cell phone được thôi anh hình như trong party đó sự thật bất bình cũng thấy đó mỗi người vô bàn ăn nói chuyện dài câu xong mạnh ai lên chụp hình gửi lên mạng facebook không ai nói chuyện dài hết và có một cái vấn đề là chúng ta nói về nghiện mạng xã hội thì nghiện có nghĩa là nó hơi đi quá rồi chứ không phải là chỉ sử dụng để truyền thông để những mình kiếm thông tin và thật sự quý vị thì có những cái nơi mà bây giờ khi bước vào buổi họp hay là có những cái party chắc hẳn như mùa lễ giáng sinh này thì chắc là anh chí phải nhiều ly nhiều khi mình tới mình phải để cái phone trong một cái basket không ai được dùng cái phone đó ra về mới được lấy anh có thấy cái có những cái nơi như vậy nhưng mà chắc người ta không thích đâu nhưng mà đó là chỉ có cách mà để cho những người bạn bè những người gặp nhau để mình hàng huyên tâm sự chứ không phải là mạnh ai dùng cái phone nhưng mà nói về cái vấn đề nghiện trên trang mạng đó nó có những cái nguy hiểm là về hư mắt và nhất là trẻ em vị thành niên hay những cái thiếu những cái em bé thiếu nhi nhỏ tuổi nhưng mà thật sự nó có những cái mà chúng ta phải control tại vì trên mạng nó có nhiều thứ chúng ta thấy được cái vấn đề mà xã hội nó xảy ra vấn đề có những cái cuộc tấn công khủng bố những người độc single chứ không phải là một nhóm nhưng mà họ vì lên mạng rồi họ bị khuyến dụ rồi họ đó là những người mà tấn công lẻ tẻ đó những những người lái xe tải thì họ cũng không có nằm trong một cái tổ chức nào hết và vừa rồi nổ bơm ở uh, New York ở Manhattan cũng là một người từ Bangladesh không có liên quan gì tới những cái nhóm khủng bố nhưng mà chúng ta không control được tại vì họ đã bị thì họ cũng lên đó rồi cũng nói, kết nối qua những các cái mạng thông tin thì nếu nói như vậy thì chúng ta sử khi sử dụng cái mạng nào thường tạp trí thì phải mình phải coi cái những cái đề cái, cái, nào tốt cái nào xấu và chúng ta không nên quá nghiện thì nếu mà nói như vậy thì giáo sư Jean Twain nói về cái vấn đề này thì giới trẻ hiện nay họ đang nghiện các trang mạng xã hội thì vấn đề này là vấn đề gì thưa anh? Dạ thưa cái uh, cái 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 giới trẻ hiện nay mà sinh từ năm 1995 đó cho đến năm 2012 đó thì giới trẻ này bị họ bị rơi vào cái tình trạng là họ bị khủng hoảng sức khỏe về tinh thần bởi vì họ đã dành quá nhiều thời gian ở trên những cái mạng xã hội và những cái mạng xã hội nó gần như là một cái một cái công cụ mà không thể thiếu được cho họ trong cái đời sống hàng ngày và thủ phạm chính hình như và là cái... điện thoại thông minh iPhone. Phải không? Dạ thưa iPhone rồi smartphone rồi tất cả những cái chương trình mạng xã hội như là Twitter rồi YouTube rồi Facebook. Đây là những mạng xã hội mà chúng ta thấy được là đã khiến cho giới trẻ hiện nay hầu như rằng đều tham gia, đều là những thành viên của mạng xã hội và khi mà sign up vô là thành viên đó thì luôn luôn muốn theo những cái tin của bạn bè thì cái 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 điểm khá tốt là mạng xã hội cũng giúp cho rất nhiều người tìm ra người thân tìm ra bạn bè uh, cách đó hầu như là mấy chục năm có thể uh, không còn liên lạc nữa tuy nhiên bên cạnh đó, đó thì vì cái vấn đề mà quá theo những cái tin tức trên mạng xã hội đã khiến cho rất nhiều người đã đã trở nên một cái một cái việc là không thể thiếu được không rời cái cell phone được mà nhiều khi đó chúng ta thấy được à, cái hiện tượng mà ai cũng dùng cell phone và không thể nào rời cell phone đây là một cái hiện tượng hình như là trên thế giới thôi bây giờ ai cũng bị nghiện nói chung yeah. là đi ra đường là phải có cái iphone và chúng ta có những em nhỏ mà mình biết được cái thứ vị chỉ ngồi dính với cái computer all day không có rời và có thể đi với tình trạng có thể là uh, bị tự kỷ hay là trầm cảm. Đó là vấn đề tâm thần. Chúng ta đang nói về vấn đề tâm thần để nó ảnh hưởng tới những người nghiện về trang mạng xã hội. Và nói sơ qua về vấn đề này thì chúng ta biết đó là vấn đề mà cũng đang là nóng hổi và nó đang xảy ra hiện tại đây trên toàn cầu. Nhưng mà trước khi chia tay chương trình thời sự ngày hôm nay thì có một bản tin hơi buồn thú vị để nhắc đến là anh có nhớ bộ phim Heaven and Earth, trời và đất hay không? Cô đạo diễn Olivier Stone. Dạ, thưa anh Bình, đây là một cái bộ phim mà nếu nếu mà chúng tôi nhớ không lầm, uh, sản xuất vào năm 1993, tức là cách đây cũng hơn mươi mấy năm, thì cái bộ phim này đó thì uh, nếu mà chúng tôi uh, nhớ lại đó thì uh, có một người diễn viên Việt Nam, diễn viên này... gốc Việt là cô Lê Thị Hiệp Đúng đã rồi. diễn một cái vai chính trong bộ phim này và cái bộ phim này thì nói lại uh, diễn một cái một một cái đời sống mới tại Mỹ của một người uh, tị nạn Việt Nam tới Mỹ rồi cái cuộc sống gặp những thử thách và để vượt qua những thử thách để hòa đồng vào trong cái cuộc sống Mỹ phải không thưa anh đó là bộ phim cũng rất là hay và nếu nói về hậu đời thời thời hậu chiến tranh và cô Lê Thị Hiệp thì vừa qua đời ở tuổi 46 thưa quý vị đó là một diễn viên trong bộ phim Heaven and Earth và cô đã bị bệnh ung thư bao tử và theo tin từ tờ Variety trang báo nổi tiếng thế giới chuyên về điện ảnh và giải trí thì cô đã qua đời trong ngày gần đây rất là gần và nếu mà nói bộ phim này thì chúng ta ai cũng đều xem qua và cô cô đã có tham gia những bộ phim vào những vai phụ sau đó và có tham có thử trong cái vấn đề nấu ăn Cô đã từng làm đầu bếp của China Bistro ở Venice, thuộc tiểu bang California và Marina Del Rey, đó là cái nơi mà cô đã từng mở một nhà hàng Việt Nam, món ăn Pháp Việt. Nhưng và đây là cô cũng có một cái vấn đề bệnh về ung thư và đã qua đời rất là sớm. Nhưng mà chúng ta nhắc về bộ phim Heaven and Earth thì tất cả chúng ta đều biết là cô đã diễn rất là xuất sắc trong bộ phim này và qua rất là nhiều những cái vai thử diễn thử và cô đã được chọn để về đạo diễn Oliver Stone là một người rất khó và bà có bình nước trong bộ phim này đã cái nhạc phẩm trong bộ phim này đã được giải qua cầu vàng ừ. Golden Glove và đó là chương trình thời sự trong ngày của đài truyền KVLA qua phần trình bày của Tạ Đức Trí và Quốc Bình xin cảm ơn sự theo dõi quý báo của quý vị và xin hẹn gặp lại vào những chương trình lần tới cùng trên làn sóng này xin trân trọng kính chào